Xin chào quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Vinh Tran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Vinh Tran Official. Tôi là bác sĩ Vinh Tran, là bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp và da liễu tại trung tâm y khoa Wynn Medical Center tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Tất cả những bài tập trị liệu của tôi hướng dẫn trên kênh YouTube này cũng như là những cái video khác mà quý vị thấy trên TV chỉ là hướng dẫn và gợi ý. Cái quan trọng nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị là trước khi quý vị đi tập, quý vị nên đi gặp bác sĩ để biết lý do tại sao chúng ta bị đau. Và từ đó, bác sĩ sẽ hướng dẫn quý vị nên tập như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tập trị liệu giảm đau lưng. Và quý vị có thể tập bài tập này kết hợp với những cái bài tập trị liệu khớp gối, hoặc là sau này đau vai. Và tất cả những bài tập này quý vị có thể tập chung với nhau để giảm đau. Hy vọng là tất cả những bài tập này sẽ giúp cho quý vị sống khỏe và giảm đau hơn. Lưng của chúng ta là một cái cấu trúc rất là phức tạp, bao gồm nhiều cơ quan với nhau. Nhưng mà có một điểm quan trọng tôi muốn chia sẻ với quý vị là lưng của chúng ta không có ổn định. Đây là anh bạn của tôi, chắc là quý vị cũng nhớ rồi. Hãy nhìn cái cấu trúc lưng của chúng ta, quý vị sẽ hiểu tại sao chúng ta dễ bị đau lưng. Hơn phân nửa sức nặng của cơ thể chúng ta là từ đây trở lên chỉ dựa vào một cái đốt xương thôi, đó là những cái đốt xương sống lưng của chúng ta. Quý vị hãy nhìn xem, ở cái lưng bên dưới chúng ta có 5 đốt sống, gọi là L1 cho tới L5. Ở cái phần lưng trên thì chúng ta có 12 đốt sống, gọi là T, hay là gọi là thoracic, từ 1 tới 12. Trong một số trường hợp, một số quý vị có thêm một cái đốt sống L6 và nó hơi lưng dài tí xíu. Rồi sau đó, những cái xương sống này kết nối với xương vùng chậu của chúng ta, là từ xương chậu tới xương đùi. Khi mà chúng ta nhìn cấu trúc xương của chúng ta ở lưng, quý vị thấy là nó không có, thứ nhất là nó không ở giữa. Thành ra cái trọng lực của cơ thể chúng ta là có xu hướng đi về phía trước nhiều hơn. Và để cân bằng lại cái này thì xương chúng ta cong ngược lại phía sau. Thì quý vị cũng thấy rồi, chính vì cái kết cấu nó không có ổn định ngay từ lúc đầu, có nghĩa là nó đã lệch tâm. Thành ra vị trí ngồi, tư thế đi, hay là bất kỳ cái gì mà liên quan tới vị trí đều rất là dễ gây đau lưng. Và đây là cái điểm quan trọng để quý vị nhớ để chữa đau lưng. Tại vì cho dù chúng ta tập trị liệu cỡ nào, chúng ta uống thuốc cỡ nào, cái tư thế ngồi sai, tư thế đi đứng sai và nằm sai, và nhiều cái tư thế liên quan sai, chúng ta sẽ đau lưng trở lại. Và cái thứ hai là khi mà quý chị em phụ nữ có thai, chúng ta có thêm một cái trọng lượng ở phía trước rất là nhiều kilo. Bởi vì vậy, quý chị em phụ nữ thường phải ngược đi phía sau, ngã ngửa lại để cân bằng lại cái đó. Và quý vị cũng thấy rằng là tất cả những đốt sống này rất là chèn ép lên nhau mỗi ngày như vậy. Thành ra sau khi cái bài tập này, sau khi buổi nói chuyện này, quý vị hãy nhớ giùm tôi chăm sóc cái lưng của mình nhiều hơn nha. Khi mà chúng ta hiểu về cấu trúc này, chúng ta sẽ tập dễ hơn và chúng ta sẽ hiểu tại sao những bài tập sắp tới của tôi hướng dẫn nó tác động lên tới cái lưng của chúng ta như thế nào. Khi mà chúng ta nói về các nhóm cơ bắp á, thì ở lưng chúng ta có 4 cái nhóm có thể nói là cơ bản nhất, nhưng mà cái nhóm quan trọng nhất là cái nhóm sau lưng của chúng ta, là cái nhóm bự nhất và cái nhóm nặng nhất. Tại vì sao? Tại vì trọng lực của chúng ta bị lệch tâm, thành ra cơ bắp phía sau này phải mạnh, phải cứng để giữ lại. Trong khi cơ bụng phía trước của chúng ta không có mạnh bằng, và cơ bên hai bên hông cũng không có mạnh bằng. Cái cơ mà chiều nhất, to nhất và dễ bị chấn thương nhất là những cái cơ vùng lưng của chúng ta. Thành ra những cái bài tập ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn và tôi sẽ giải thích những cái nhóm cơ nào có thể tập để nó giãn ra, để cho nó mạnh hơn và cho nó bớt đau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn về những cái triệu chứng nguy hiểm. Tại vì tôi có nói ở một cái bài video khác về đau lưng rồi, nhưng mà tôi muốn khi mà quý vị tập về đau lưng, quý vị phải biết có những cái triệu chứng rất là nguy hiểm, chúng ta không nên tập mà phải đi gặp bác sĩ ngay lập tức. Quý vị nhớ gọi điện cho bác sĩ ngay lập tức hoặc là 911 nếu như mà đau lưng của chúng ta có kèm theo những cái triệu chứng sau đây: đi tiểu hay là đi tiện không kiểm soát. Tại vì quý vị cũng nhớ là lưng của chúng ta cũng là nơi chứa những cái dây thần kinh rất quan trọng ở phía sau. Thành ra những dây thần kinh này nó chẻ nhánh ra và đi về phía trước.
và kiểm soát đại tiện, kiểm soát tiểu tiện. Và nếu như mà chúng ta có những cái triệu chứng đó, chúng ta cần phải gọi bác sĩ ngay lập tức. Sốt khi đau lưng, và nếu mà quý vị bị té, quý vị gặp tai nạn và đau, rất là đau sau khi đau ở vùng đau lưng của chúng ta, quý vị cũng nhớ gọi bác sĩ ngay lập tức. Đau lưng mà giảm cân, đau lưng kèm theo yếu một bên chân, tất cả những cái dấu hiệu này quý vị cần phải gọi bác sĩ ngay lập tức. Rồi bây giờ chúng ta nói về trị liệu đau lưng, và có những cái nguyên tắc như thế này. Nhìn chung á, là khi mà chúng ta muốn trị liệu đau lưng, đầu tiên nhất là quý vị phải đi gặp bác sĩ trước. Tại vì bác sĩ sẽ chuẩn đoán để tìm ra cái nguyên nhân đau lưng của quý vị. Khi mà chúng ta biết nguyên nhân đau lưng rồi, thì tùy vào cái nguyên nhân mà chúng ta chữa, phần lớn quý vị sẽ được tôi gửi đi tập vật lý trị liệu, chức năng trị liệu, hoặc là những cái bài tập khác ở nhà. Phần lớn quý vị sẽ dùng thuốc và phần lớn quý vị sẽ tự khỏi. Trong một vài trường hợp có thể là thuộc dạng số ít hoặc là hiếm thì quý vị sẽ cần phải can thiệp bằng mổ hoặc là chích. Như vậy trước khi chúng ta tập đau lưng này, chúng ta đi gặp bác sĩ trước. Rồi, cái thứ hai của tập đau lưng là gì? Là kết hợp trị liệu đau lưng với những cái khớp khác, như tôi nói lúc đầu là khớp gối, khớp vai và nhiều khớp khác trên cơ thể. Tại vì cơ thể chúng ta là một cái bộ máy mà làm việc chung với nhau. Chúng ta cần phải tập, không phải là tập đau lưng không, mà còn những cái nơi khác để tất cả những cơ này làm việc chung hiệu quả hơn. Cái thứ ba là trước khi tập đau lưng, quý vị có thể khởi động nhẹ nhàng trước khi tập. Và ở một lát khi mà tôi bắt đầu vô tập rồi, quý vị cũng thấy là tôi sáng nay đã tập thể dục rồi. Quý vị có thể tập yoga, hít thở, những cái khởi động rất là nhẹ nhàng. Và quan trọng nhất là gì? Đau lưng cũng giống như những cái bài tập trị liệu khác, quý vị phải tập từ từ, tập chậm và trong cái khả năng của cơ thể mình. Không phải là bữa nay quý vị thấy tôi hoặc là trên TV thấy cái anh chàng hay cô nàng tập yoga, quý vị nhảy vào làm. Chúng ta phải tập theo cái khả năng của mình, quý vị nha. Và đa số những cái bài tập của tôi thường hướng dẫn kéo dài là từ 5 giây cho đến 10 giây. Có khi nó dài hơn tí xíu, nhưng mà quý vị đừng có nên kéo dài quá lâu. Rồi sau đó thả lỏng, quay trở lại cái tư thế ban đầu. Rồi sau đó đổi chân, đổi vị trí. Quan trọng nữa là quý vị cần phải tập liên tục ngay sau khi đã hết đau lưng. Cái này là tôi thấy nhiều lắm. Tôi gửi quý vị đi tập trị liệu hoặc là tôi hướng dẫn quý vị tập ở nhà. Rồi hết đau, cái mọi người mừng quá, rồi làm sao? Quên tập, đi đứng sai tư thế, tăng cân cuối cùng và bị đau lưng lại. Đây là những cái điểm mà tôi muốn nhắc với quý vị là cho dù chúng ta hết đau lưng rồi, quý vị cũng nhớ là đi tập trị liệu thường xuyên, tập thể dục quý vị nha. Rồi, quý vị nhớ gọi điện cho chúng tôi hoặc là gọi điện cho chuyên viên vật lý trị liệu hay là chuyên viên trị liệu khác nếu như mà cái cơn đau của mình không có cải thiện. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói về 6 cái bài tập cơ bản đau lưng. Và ở 3 cái bài tập đầu là những cái bài tập kéo giãn, dùng cái đùi chúng ta xoay hông chúng ta. 3 cái tập cuối là 3 cái tư thế. Như vậy bài tập đầu tiên là kéo đùi vào người. Bài tập thứ hai là xoay hông xương chậu, xoay lên xoay xuống. Bài tập thứ ba là xoay hông xương chậu qua bên này qua bên kia. Và tư thế cuối cùng là tư thế cây cầu, tư thế nhân sư và tư thế cháu chấu. Và những cái tư thế này quý vị có thể tập đi tập lại kết hợp với những cái bài tập mà tôi hướng dẫn. Bây giờ chúng ta đi tập nhé. Hello, xin chào quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái tư thế khởi động cái đùi đầu tiên. Và đó là tư thế kéo cái đùi gần lại lưng chúng ta. Thì cái tư thế này quý vị sẽ cảm giác những cái lưng phía sau, những cái cơ bắp phía sau lưng của chúng ta, những cái dây chằn như gân, quý vị sẽ cảm thấy nó bị kéo ra. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Là chúng ta tập nhưng mà chúng ta cũng từ từ. Ở cái tư thế này quý vị có thể nằm xuống. Khi mà quý vị nằm như thế này, đầu gối hơi co lên, mắt nhìn lên trên, thả lỏng ra. Và đầu tiên nhất là quý vị dùng cái tay của mình cố gắng kéo đùi mình sát lại. Quý vị không cần phải ngồi dậy, quý vị chỉ cần cố gắng kéo gần lại thôi. Với nhiều người á, chúng ta sẽ khó kéo gần hơn. Nhưng mà quý vị có thể kéo lại, rồi giữ trong vòng 5 giây, thả ra.
có một số quý vị dùng cái tay này kéo lên, nhưng mà tôi ít có dùng. Tại vì sao? Nếu mà quý vị bị đau khớp gối, quý vị cầm cái này, quý vị kéo vô như thế này, có khi làm cái khớp gối chúng ta đau hơn. Thành ra tôi thường khuyên là quý vị có thể kéo như thế này. Và trong trường hợp á, cái tay chúng ta không đủ, chúng ta phải dùng cái sợi dây. Một lát tôi sẽ hướng dẫn dùng cái sợi dây kéo vào. Giữ 5 giây rồi sau đó thả lại. Và giữ 5 giây, thả lại. Thì đó là cái bài tập đầu tiên, là bài tập kéo đùi gần. Và khi mà quý vị đã quen rồi, quý vị có thể kết hợp cả hai tay, quý vị kéo vào, nhưng mà một bên trước 5 giây rồi sau đó thư giãn lại. Thì đây là cái bài tập đầu tiên. Cái bài tập thứ nhì là bài tập xoay xương chậu. Quý vị nhớ cái vùng xương chậu của chúng ta là cái nơi mà những cái đốt sống lưng nó đi xuống. Thành ra cái đầu tiên nhất là tập, chúng ta có một cái khoảng, quý vị để thấy cái tay của tôi có thể để qua phía sau lưng như thế này. Thì đầu tiên nhất chúng ta tập như thế nào? Chúng ta xoay nó, xoay cái xương chậu chúng ta, xoay theo hướng này. Có nghĩa là để cái khoảng không gian này sát xuống dưới. Quý vị đang ngồi như thế này, quý vị tập xuống. Đang ngồi như thế này, tập xuống. Quý vị thấy tôi xoay lại như thế này. Quý vị có thể xoay chậm, xoay chậm. Rồi đó là cái bài tập thứ hai. Bài tập thứ ba, xoay chậu là xoay khi mà chúng ta giữ cái vai chúng ta ổn định như thế này, nhưng mà để hai chân chung với nhau và xoay chậm chậm qua. Quý vị có thể để cái tay quý vị ở ngoài như thế này, rồi giữ, nhớ giữ cho nó ổn định. Quý vị không nhất thiết phải đi quá xa, chỉ xoay trong khả năng của chúng ta từ 5 tới 10 giây rồi trở lại. Rồi, xoay qua, xoay lại. Với nhiều người có thể đi xa hơn. Và trong cái bài tập gọi là nâng cao sau này, tôi sẽ hướng dẫn những cái bài tập xa hơn và để mà chúng ta co giãn hết những cái dây thần kinh để trị liệu cái dây thần kinh chúng ta bị chèn ép. Nhưng mà trong ngày hôm nay là những cái bài tập rất là cơ bản. Thì đó là ba động tác xoay, quý vị nhớ rồi phải không? Đùi, xoay hông, xương chậu lên xuống và xoay ngang. Bây giờ tới ba cái tư thế mà tôi muốn hướng dẫn quý vị. Quý vị còn nhớ cái tư thế mà gọi là dùng những cái cơ bắp phía sau đùi chúng ta không? Thì đây là tư thế gọi là tư thế chiếc cầu. Bằng cách nào? Quý vị giữ hai cái tay chúng ta như thế này và lên chậm chậm thôi. Với nhiều người á, quý vị khỏe, quý vị có thể làm nhanh. Nhưng mà tôi giả sử như tôi là một cụ ông 70 tuổi, tôi sẽ làm rất là chậm nha, như thế này. Cố gắng từ từ lên. Và quý vị nhớ là đưa từ từ trong khả năng của mình. Và nhớ đưa vừa phải thôi, không có đưa quá lên như vậy, cứ đưa từ từ lên rồi hạ xuống. Đưa lên, hạ xuống. Quý vị chỉ cần đưa lên chút xíu thôi cũng được, không cần phải đưa nó quá nhanh. Đưa lên chút xíu, giữ lại. Đưa lên chút xíu, giữ lại. Thì đó là cái tư thế chiếc cầu. Và quý vị có thể giữ trong vòng từ 5 tới 10 giây sau đó hạ xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào hai cái tư thế kế tiếp. Một gọi là tư thế nhân sư, và cái tư thế cuối cùng là tư thế hơi khó hơn, gọi là tư thế châu chấu. Cả hai cái tư thế này đòi hỏi quý vị có một chút xíu dẻo dai. Nhưng mà tôi có giả sử như tôi là một ông cụ 70 tuổi và tôi sẽ tập rất là hạn chế trong khả năng của mình. Quý vị, ở tư thế nhân sư, quý vị nằm xuống. Đầu tiên nhất là quý vị nằm như thế này và cứ thả lỏng ra. Chân chúng ta thả. Và nhân sư gọi là nhân sư con là đưa lên như thế này. Quý vị nhớ là cái phần từ hông của chúng ta trở về sau là chúng ta có, nếu mà được chúng ta để thẳng hết và chúng ta chỉ ngửa lên thôi. Thì khi mà ngửa lên như thế này, quý vị sẽ thấy cái cơ lưng của mình phía sau chỗ này giống như nó bị ép lại và cơ bụng bị giãn ra. Thì đó là nhân sư bắt đầu. Còn nhân sư hết luôn, giống như trong yoga, quý vị đưa nó lên như thế này. Giữ trong vòng 5 tới 10 giây cho tôi. Và giữ sao? Quý vị cũng không có cần phải đẩy, cứ để trong khả năng của mình. Quý vị nhớ nha, tập cái này quan trọng nhất là trong khả năng của mình. Tại vì nhiều khi chúng ta cố quá, chúng ta thành quá cố. Thành ra quý vị tập vừa phải thôi. Này, bây giờ dĩ nhiên là có một số quý vị sẽ tập rất là giỏi, đưa lên hết luôn. Nhưng mà tôi khuyên là trong khả năng của mình. Rồi ở cái tư thế nhân sư này, khi mà chúng ta ngồi dậy, quý vị, khi chúng ta ngồi dậy, quý vị có thể kết hợp thêm một cái tư thế. Quý vị co hai chân lên, quý vị để như thế này và giữ như thế này trong vòng từ 5 tới 10 giây. Nhưng quý vị nhớ nha, tập nhân sư trước rồi sau khi đứng dậy ngồi dậy. Quý vị thấy không? Kết hợp như vậy.
Rồi, thì đó là nhân sư cộng với lại cái tư thế mà chúng ta gọi là co lại, thụ lại. Và tư thế cuối cùng là tư thế châu chấu. Tư thế này có thể nói là khó nhất. Thành ra tôi nói quý vị sau khi tập hết những tư thế trước, cố gắng tập tư thế này sau cùng. Ở tư thế châu chấu, chúng ta nằm sắp như thế này. Đầu tiên nhất quý vị để cái tay như vậy. Và quý vị cố gắng co hai cái chân lên. Quý vị nhớ có thể để tay dưới đây cũng được, nhưng mà đưa lên và giữ xuống. Như tôi nói, quý vị không cần phải cố gắng tập trở thành chuyên gia, chỉ cần nhấc lên cái chân như thế này và giữ. Quý vị cảm thấy cái cơ đùi chúng ta, cơ lưng chúng ta căng lên như thế này đó. Và nếu được, quý vị có thể đưa lên như thế này thì đó là châu chấu. Nhưng mà với một cụ ông 70 tuổi như tôi thì tôi tập từ từ thôi. Xin kính chào quý vị. Lúc nãy tôi có nói cho quý vị nghe về cái bài tập mà kéo đùi lại gần, và trong một số trường hợp quý vị có thể cái tay quý vị không có đủ mạnh thì chúng ta có thể dùng cái sợi dây khi mà chúng ta nằm xuống, và tôi sẽ hướng dẫn như thế nào. Khi mà quý vị nằm xuống, quý vị cố gắng co lên, và nếu mà được quý vị có thể dùng cái sợi dây này và móc vào cái hai cái tay này và chúng ta chỉ việc kéo nó nhẹ lại thôi. Trong nhiều trường hợp quý vị sẽ thấy là nó cái tay chúng ta hoặc là cái hông chúng ta không đủ mạnh thì quý vị có thể dùng cái vai chúng ta, giống như chúng ta nhân nó lên như thế này và kéo lại cái này lên. Tại vì cái tay chúng ta lúc đó đang đau, quý vị kéo không được thì quý vị có thể dùng hai cái sợi dây mà tôi hướng dẫn trong cái bài tập kỳ liệu khớp gối, quý vị còn nhớ không nè. Đó, và kéo nó lên, và chúng ta chỉ cần cử động cái vai này, kéo nó lên và kéo cái chân chúng ta lại gần. Và bằng cách này á, vừa tập lại cái đùi chúng ta, vừa tập luôn cái khớp vai chúng ta nữa. Vì thấy không, có nghĩa giữ cái kéo lên như thế này và 5 giây, rồi thả ra. Thì đó là cái mà cách chúng ta dùng cái sợi dây như thế này. Và sợi dây này tôi có đưa cái link ở trên cái video này, cũng giống như những video kia, chỉ có 10 đồng thôi quý vị nhé, không có mắc lắm. Và nếu mà quý vị có cái miếng trị liệu như thế này, cái này cũng bán trên Amazon khoảng chừng 30 mấy 40 đồng. Có nghĩa là những cái dụng cụ tập rất là đơn giản, và dĩ nhiên là coi YouTube của tôi là miễn phí rồi. Thành ra quý vị có thể tập hiểu thêm những cái này ở nhà. Như vậy là chúng ta vừa tập xong những cái bài tập trị liệu cho đau lưng, và đây là những bài tập cơ bản. Quý vị nhớ đi gặp bác sĩ trước để xem tại sao chúng ta bị đau lưng, và sau đó khi mà chúng ta biết được lý do rồi, có thể bác sĩ sẽ gửi quý vị để tập trị liệu đau lưng. Thì đây là những cái bài tập hướng dẫn để quý vị có thể tự tập ở nhà và làm cho cái lưng mình tốt hơn. Cảm ơn quý vị, và nhớ đăng ký vào kênh YouTube chính thức của tôi để được theo dõi những cái bài tập trị liệu mới nhất chính thức từ tôi. Và tôi là bác sĩ Win Tran, bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp và da liễu tại Trung tâm Y khoa Win Medical Center, Los Angeles, Hoa Kỳ.